Nhắc đến Pink Panther thì dòng gậy Answer luôn là sự liên tưởng đầu tiên. Được coi là câu trả lời cho Patting, Pink Answer đã là quá khứ, hiện tại và cả tương lai của hãng. Trong dòng gậy mới này, chúng ta sẽ có Pink Answer, Answer 2 và Answer 4. Cả ba cây gậy này đều có trọng lượng là 350g. Về thiết kế, các cây gậy này đều là CG Balance, tức là trọng tâm của gậy được đặt chính giữa mặt gậy. Và điều này sẽ giúp cho gậy dễ sử dụng hơn, mặc dù là vẫn mang cái thiết kế blade cổ điển. Các gậy Answer đều có 2,5% MOI, tức là moment quán tính cao hơn các dòng gậy trước, cùng với kích thước được bo gọn ngắn hơn và trông sẽ gọn gàng hơn rất nhiều. Gậy Answer vẫn theo thiết kế cổ điển, với các cạnh sau được làm mềm và bo tròn. Trong khi đó, gậy Answer 2 và Answer 4 lại góc cạnh hơn, cá tính hơn và hiện đại hơn. Như đã nói, các gậy Answer đều có trọng lượng là 350g, với cây Answer và Answer 2 là Slide Arc và Answer 4 là Strong Arc. Dual Durometer P-Box Insert là công nghệ chính và nổi bật nhất cho dòng sản phẩm này. Qua quan sát thì chúng ta có thể nhận ra mặt gậy không làm bằng kim loại trơn và cũng được phân biệt rất rõ so với các thành phần khác của đầu gậy thông qua hai màu đỏ đen khác biệt. P-Box là vật liệu nhựa nhiệt dẻo, nhẹ, có tính đàn hồi cao, khả năng hấp thụ cũng như chuyển hồi động năng là rất lớn, ổn định trong môi trường và giải nhiệt độ rất rộng và tất nhiên là rất bền. P-Box được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau từ y học cho đến thể thao và chúng ta sẽ thường tìm thấy những cái lớp lót P-Box ở trong những đôi giày chạy rất đắt tiền. Mặt gậy Dual Durometer P-Box Insert sẽ bao gồm 75% là vật liệu màu đen và 25% là lớp lót phía sau màu đỏ. Cũng giống như quả bóng gôn được cấu thành bởi rất nhiều lớp khác nhau, mặt gậy sử dụng nhiều lớp vật liệu sẽ mang lại cảm giác và khả năng điều khiển lực tốt hơn, đồng thời cũng tối ưu được các thông số về bóng lăn. P-Box 4033 là vật liệu mềm ở bề mặt. Với các cú bắt ngắn, golfer sẽ cảm nhận chính là phần vật liệu này. Và khi lực tác động đủ lớn, lớp P-Box 6333 màu đỏ cứng hơn sẽ được kích hoạt và đảm bảo tốc độ bóng cần thiết cho những cú bắt dài. Và sự cộng hưởng của cả hai lớp cứng mềm tới tay cũng sẽ giúp cho golfer tối ưu được khả năng kiểm soát khoảng cách cho cú bắt của mình. Dòng sản phẩm 2021 còn thừa hưởng được những nghiên cứu ứng dụng của ping trên PGA Tour dựa trên đóng góp và phản hồi của rất nhiều tour player thông qua chương trình PLD gọi là Putting Lab Design. Đặc biệt nhất chính là công nghệ Shallow Groove. Shallow Groove thì có tiền thân là PLD Bubba Groove, chính là các rãnh nhỏ trên mặt gậy rất được Bubba Watson và rất nhiều golfer chuyên nghiệp khác tin dùng. Và khi ứng dụng vào các sản phẩm thương mại thì được gọi là Shallow Groove. Sứ mệnh lớn nhất của Shallow Groove là Impact Experience, hoặc chúng ta có thể nói là trải nghiệm tiếp xúc bóng. Các rãnh nông và đồng dạng được bố trí trên toàn mặt gậy sẽ mang lại một cảm giác tiếp xúc bóng rất êm, mềm mại và đảm bảo độ bóng lăn đồng bộ trên toàn mặt gậy. Điều này có nghĩa là chúng ta có thể tiếp xúc bóng không được hoàn hảo, hơi cao, hơi thấp hoặc hơi trái, hơi phải so với tâm gậy mà không bị hy sinh quá nhiều về các thông số bóng lăn. Trong thiết kế mặt gậy thì các mặt gậy trơn sẽ mang lại tốc độ bóng cao nhất. Các loại hình milling hoặc là rãnh đều có tác dụng làm giảm tốc độ bóng tùy vào thiết kế và chất liệu. So sánh với thiết kế tiền nhiệm là Tia Groove hiện diện trên dòng sản phẩm Sigma 2 hay là Volt 2.0 thì Shallow Groove sẽ mang lại hiệu suất về tốc độ bóng cao hơn và gần với mặt gậy trơn hơn là Tia Groove. Tại Ping Proven Grounds, nghiên cứu và đo đạc dựa trên các cú putt có khoảng cách từ 20 đến 25 feet, tức là 6 đến 8 mét, thì tốc độ bóng trung bình sản sinh từ mặt gậy trơn là 7,84 dặm một giờ, từ mặt Tia Groove là 7,6 dặm một giờ và Shallow Groove 2021 là 7,7 dặm một giờ. Cũng xin giải thích thêm, Ping Proven Grounds là các trung tâm kiểm nghiệm được lập ra tại Ping Headquarter tại Phoenix, Arizona với những công nghệ đo đạc tiên tiến nhất để có thể đo đạc và đánh giá tính hiệu quả của từng công nghệ hay các sản phẩm mà R&D đưa ra. Điểm nổi bật tiếp theo là Multi-Material Construction. Thiết kế đầu gậy là sự cấu thành của 4 thành phần nguyên liệu khác nhau, bao gồm aluminium là hợp kim nhôm, stainless steel, tungsten và chắc chắn rồi,
mặt gậy PBX. Mỗi mô đồ đều được nghiên cứu kỹ càng và việc sử dụng vật liệu nào, ở đâu, với trọng lượng cụ thể làm sao đều có mục đích để tối ưu được hiệu năng với từng dòng gậy. Và kể cả trong chính dòng gậy đó thì mỗi mô đồ đều có sự khác biệt nhất định về trọng lượng cũng như chất liệu sử dụng và cách bố trí vật liệu. Chính vì vậy, mỗi mô đồ sẽ là một sự kết hợp giữa bốn nguyên liệu trên với một công thức riêng. Với dòng gậy Answer đang nằm trên tay tôi, đầu gậy được hình thành qua quá trình investment casting, tức là đúc mẫu chảy với chất liệu là stainless steel 17.4, hay còn gọi là thép không gỉ. Quy trình investment casting rất phù hợp với những hình mẫu sản phẩm phức tạp, sản phẩm tạo ra có chất liệu bề mặt rất cao và với sai số không đáng kể. Các mô đồ trong dòng Answer bao gồm Answer, Answer 2 và Answer 4 đều có heel-toe tungsten weighted, tức là được kết hợp vật liệu tungsten ở cả hai đầu gậy nhằm tăng tính ổn định của đầu gậy khi di chuyển vào bóng. Tuy nhiên, tùy từng mô đồ mà trọng lượng tungsten được sử dụng là khác nhau, từ 30 đến 46 gram, và chúng ta có thể quan sát được vị trí đặt tungsten ngay ở trên mặt gậy rất dễ dàng. Với dòng sản phẩm tiếp theo là dòng Mid Mallet, và trên tay tôi là cây CA70, thì công nghệ cao cấp được áp dụng trên một hình hài rất sạch sẽ và ý nhìn từ phía trên xuống, tức là khi golfer đặt gậy xuống mặt green để chuẩn bị đứng vào bóng và thực hiện cú putt. Và thực sự đây chính là đỉnh cao của thiết kế khi các công nghệ làm nền cho sự tôn vinh cảm nhận về thị giác của golfer. Phần đế của gậy Soulplate được làm từ stainless steel 304 và phần khung của gậy được sử dụng chất liệu hợp kim nhôm ADC12, và tất nhiên chúng ta vẫn có mặt gậy insert dual diameter PBX. Không kém quan trọng là cán gậy và grip. Cán gậy tiêu chuẩn black chrome được sử dụng nhằm giảm thiểu sự phản chiếu ánh sáng, giúp cho golfer thoải mái và tự tin hơn khi thi đấu trong điều kiện nắng nóng. Cán gậy màu đen cũng rất phù hợp với sự phối màu tổng thể của cả cái gậy, với mặt gậy màu đen đỏ trắng, cán gậy màu đen, grip màu đen và chữ màu trắng. Cán gậy tiêu chuẩn